nghèo á. Điểm 16, 13 cho Hải Đăng. Tiến Tuấn cố lên. Ui. Xem một trận thôi, xem trận Hải Đăng với Tiến Tuấn. Hải thế độc không? Mờ bình thường mà em. À, điểm số 14-18 Tiến Tuấn. Cầu qua lưới. Hay quá. Điểm số 15-18. Anh em chia sẻ video giúp em được không ạ? Mạng, mọi người xem mạng có nét không? 15-18. Xếp 1 ạ. Xếp 1 Tiến Tuấn với Hải Đăng. Hải thế. Đừng. Ui. Điểm số 19-15. Hay quá. Ui. Điểm số 20-15 cho Hải Đăng. Đây là hai tay vợt trẻ triển vọng nhất. Mới sắc 1 thôi ạ. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên chợ cầu lông rồi. Anh em chia sẻ đi để xem sắc 2. Sân bên cạnh anh Tiến Minh với Đức Phát đang đánh ạ. Anh Tiến Minh vừa thắng một set rồi. Xem anh Tiến Minh á. Tôi xem trận Tiến Tuấn với Hải Đăng đi. Tiến Minh với Đức Phát thì Tiến Minh với Đức Phát thì đây. Điểm số đang 79, anh Tiến Minh thắng một set rồi. Ui, Đức Phát đập hai dã màn lắm. Điểm số 17. Em thích xem trận đấy hơn, trận Tiến Tuấn Hải Đăng hơn. Ok, anh em xem Hải Đăng đánh đi. Hải thế.
Ở ngoài. Điểm số 1-0 của Tiến Tuấn đây, xét 2 ạ. Ai đang xem thì chia sẻ với em giúp em lên chợ cầu lông vậy ạ. Đánh ở nhà thi đấu Đồng Nai ạ, tỉnh Đồng Nai ạ. Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân tranh cúp Zonex Sunrise. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi để xem trận đấu hay. Điểm số 2-1 cho Hải Đăng. Điểm số 2-1. Mỗi người cho một chia sẻ lên chợ đi. Trận đấu này cực kỳ hay. Ui, được phạt đập mạnh chưa. Hải Đăng vừa thắng xếp 1, 21-16 B xếp 2. Tiến Tuấn gặp Hải Đăng nhiều rồi, nhưng mà Hải Đăng hay quá. Vâng ạ, Tiến Tuấn và Hải Đăng, anh chia sẻ với em giúp em anh Mạnh ơi. Sân bên cạnh anh Tiến Minh với Đức Phát ạ. Hai đều. Chúng hai tay vợt này đều là tài năng trẻ hết. Tiến Tuấn 2000 Tiến Tuấn 2K2, Hải Đăng 2000. Tiến Tuấn ít tuổi hơn Hải Đăng. Điểm số 3-2 cho Tiến Tuấn. Hải Đăng thì đánh bền hơn, Tiến Tuấn thì đánh cầu quyết hơn, cầu sắc hơn. Đập cầu tốt. Mọi người chia sẻ với em giúp em nhá. Chia sẻ lên chợ đi, chào 150 đang xem. Anh em chia sẻ lên chợ với mỗi người cho một cái chia sẻ lên cổ vũ cho ba đều, điểm ba đều. Ui, em chào anh Cường, điểm 4-3. Tiến Tuấn cứ đánh an toàn thì được, nhưng đừng tự hỏng. Ui, đã man. Chưa, trận mấy trận sau nữa thì Hải Đăng mới đánh cùng Tiến Minh ạ. Anh Tiến Minh đang đánh với anh Đức Phát bên cạnh ạ. Nhưng mà trận điểm số đang anh Tiến Minh đang dẫn 17-10. Trận đấy không hay bằng trận này. Anh Tiến Minh đẳng cấp hơn rồi. Trận này mới hay này, trận này là tài năng trẻ, hai tay vợt trẻ đánh với nhau. Hay quá nhỉ. Hay lắm. Mọi người cổ vũ cho ai cổ vũ cho Tiến Tuấn thì cổ vũ nha. Comment ai cổ vũ cho Hải Đăng thì cổ vũ. Anh ơi, mạng nó lúc mở lúc không rồi ạ. Ok, cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn những ai đã giúp em chia sẻ video nhá. Anh mọi người chưa ai chưa chia sẻ thì chia sẻ giúp em được không ạ? Cầu ngoài rồi. Điểm số 5 đều, hay quá. Điểm số 5 đều, xét đấu thứ 2. Xét 1 Hải Đăng thắng 21-16. Hải Đăng bền lắm, Hải Đăng vừa xuất sắc chiến thắng anh Cao Cường 3 xét.
trận Tiến Minh với Đức Phát xong rồi. Tiến Minh đã thắng rồi, 2 set rồi. 6-5, hay lắm. Điểm số 6-5. Tiến Tuấn cố lên. Tiến Tuấn thắng 1 set đi, đánh 3 set cho nào. Mấy lần gặp nhau trước thì Tiến Tuấn toàn thua Hải Đăng ơi. Toàn thua sâu á. Toàn thua dưới 10 cơ. Nhưng lần này, lần này đã set 1 là 21-16. Set 2 đang là 6 đều. Hy vọng Tiến Tuấn sẽ giành chiến thắng set đấu thứ 2 này. Giải này là giải vô địch toàn quốc ạ, đánh tất cả các nội dung ạ. Đánh đơn, đánh đôi, đánh đôi nam nữ, đánh đơn nữ, đánh đôi nữ, đánh đánh tất ạ. Giải này thi đấu ở Đồng Nai nha mọi người nhá. Nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai, liên ai ở Đồng Nai có thể ra đi xem. Buổi sáng được thi đấu từ 8:30. Buổi chiều là buổi tối là từ 7 giờ. Hay thế. Vâng, một phát trượt chân. Trượt chân của Hải Đăng rất nguy hiểm ạ. Trượt như thế nhớ nó trượt chân phát là Tiến Tuấn một pha đập cầu quá hay. Cố lên Tuấn ơi. Trong cổ học cổ vũ cho Tiến Tuấn. Vì Tiến Tuấn đang rất nỗ lực. Vì mấy lần trước gặp Hải Đăng là Tiến Tuấn thua rất sâu, toàn dưới 10 thôi. Lần này đang cố gắng này. Ok, chào 200 người đang xem, hay quá. Mọi người chia sẻ đến 500 người xem đi. Đây là set 2 ạ. Đây là set thứ 2, set 1 Hải Đăng thắng ạ. Tỷ số đang là 7-6 nghiêng về Tiến Tuấn sang đấu thứ 2. Một pha đập cầu Hải Đăng mất chân đi trượt. Chắc là do trơn. Nhưng mà ngã những quả như thế là nó rất nguy hiểm ạ. Nó vô tình nó trạch chân phát. Thế là xong luôn. Đúng rồi, thì thực ra thì những lần gặp nhau ở đây thì Hải Đăng toàn thắng sâu ạ. Toàn thắng Tiến Tuấn 21-10 với cả. Nói chung là tất cả các lần gặp nhau thì Tiến Tuấn chỉ toàn lên được có 10 quả thôi. Nhưng mà mấy lần trước là Tiến Tuấn đánh hỏng nhiều, tự đánh hỏng nhiều. Lần này đỡ rồi. Lần này đánh quyết tâm hơn rồi. Cố lên Tuấn ơi. Ok, chào mọi người nhá. Em nhiều comment quá em không đọc kịp đâu. Em chỉ biết chào mọi người thôi, với cả em livestream cho mọi người xem ạ. Thì những ai đang xem thì nếu ai chưa chia sẻ thì giúp em chia sẻ lên chợ cầu lông. Vì trận đấu này rất là hay. Trận đấu này là trận đấu của hai vận động viên tài năng nhất, tài năng trẻ nhất của cầu lông Việt Nam. Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Tiến Tuấn. Tiến Tuấn sinh năm 2002, đang tập đội tuyển quốc gia ở Bắc Ninh. Hải Đăng thì sinh năm 2000, tập trong Thành phố Hồ Chí Minh. Hải Đăng hôm qua vừa thắng Cao Cường. Nên là mọi người chỉ cần mọi người giúp em chia sẻ với nhau lên chợ thôi ạ. Bỏ ra 1-2 giây chia sẻ lên chợ để cho nhiều người vào đây xem. Nhiều người muốn xem mà. Vì đây là hai tay vợt hàng đầu trẻ hay nhất rồi, xem để học tập. Điểm số 7-6. Tiến Tuấn cố lên. Hải Đăng nó cứ chém chém. Ui, hay chưa. Một pha giật hai nhịp. Quá hay. Điểm số 7 đều.
Nguyễn Tiến Minh là không phải tài năng trẻ đâu ạ. Tiến Minh trẻ gì nữa? Anh Tiến Minh là số 1 Việt Nam rồi. Tài năng trẻ như kiểu Hải Đăng này. Hải Đăng, Tiến Tuấn này. À lại Phan Ngôn, Tiến Minh là tài năng trẻ. Tiến Minh gọi là tượng đài rồi ạ. Chào 300 người đang xem nhá. 87. Hải Đăng nó không đập nhiều đâu, nó cứ chặt nó đứt heo rồi. Nhưng mà đeo khiếp lắm. Hay thế. Ui. Tiến Tân Yên. Nhưng mà anh Tiến Minh thì bây giờ gọi là anh là tượng đài. Không ai vượt qua được. Điểm số 17. Ok, em chào mọi người ạ. Mọi người cứ chào em đi, em chào mọi người. Cố lên Tiến Tuấn ơi. Cầu ngoài đi, cầu ngoài sân rồi. Điểm số 80. Tiến Tuấn lần này đánh với Hải Đăng đã đánh hay hơn rất là nhiều. Mấy lần trước gặp Hải Đăng không toàn lên được có 10 quả, nó chặt đến 10 ạ. Hay lắm. Đập cầu tốt. Điểm số 90. Anh Tiến Minh đánh xong rồi ạ. Anh Tiến Minh vừa đánh với anh Đức Phát thắng rồi. Hay lắm, điểm số 10 đều. Em chào chị Ngân ạ. Chị chia sẻ video giúp em. Mọi người ai đang xem chia sẻ video giúp em nha. Điểm số 10 đều trận đấu thứ hai ạ. Cố lên Tuấn ơi. Phải tấn công nhiều mới chết được. Hay lắm. Ui Hải đang bay như chim ạ. Ui. Cái sân này mới bay đau lắm. Bay mà sát người luôn. Anh Tiến Minh đánh xong rồi ạ. Anh Tiến Minh đánh với anh Đức Phát xong rồi. Thắng 2 set rồi. Nhanh lắm. Vâng ạ. Anh Tiến Minh đẳng cấp thế giới mọi người. Gặp ai thì cũng đánh rất là nhanh. Chào chú Sự. Đập mà không phải đâu, Hải đang đánh hay lắm mọi người ạ. Đập không chết được ấy chứ. Anh Cao Cường hôm qua đánh với Hải Đăng thua mà. Anh Cường anh đập mạnh thế mà không chết. Tiến Tuấn thì đập sao mạnh mà anh Cường. Điểm số 11-10 ạ. Nhìn Hải Đăng rất là ngây ngô. Ui. Khiếp. Hay thế. Hải Đăng đánh cầu đeo. Không đập nhiều. Nhưng mà đánh chẳng chết được đâu. Đánh Hải Đăng mà đập mạnh tin Hải Đăng mà có quả quyết nữa gì. Mà nếu mà có quả quyết thì lại không đeo được như thế.
Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc. Hay lắm. Chết. Đập cầu. Hải Đăng toàn chết quả bên đấy ơi. Thì Tuấn đập bên đấy mấy quả rồi, Hải Đăng chết. À, anh Cường hôm qua bị chuột rút toàn thân à? Em không biết bị sao không, nhưng mà không biết hôm nay có đánh được nữa không. Em nghĩ không đánh được nữa. Nếu mà chuột rút như thế thì không thể đánh được nữa đâu. Đánh gặp toàn những người đánh hay nó căng lại ngay. Hay thế. Thì Tuấn cố lên. Em cổ vũ cho Tiến Tuấn ấy, cái Hải Đăng ấy. Chia sẻ video lên chợ của Long ấy ạ. Hay quá. Ui. Điểm số 13-11 cho Hải Đăng. Đúng rồi, Hải Đăng chuyên cầu Hải Đăng thì đánh đeo bám tốt hơn Tiến Tuấn. Tiến Tuấn hình như 2K2 hay sao ạ? 2K99. Hải Đăng hơn 2 tuổi mà. Tiến Tuấn đánh như thế quá hay rồi mọi người ạ. Hay lắm. Lần này Tiến Tuấn đánh ít hỏng hơn. Cầu ngoài sân. Cầu số 11-14. Hải Đăng 2001 á? Tưởng 2000 nhỉ. Nói chung đập Hải Đăng không chết được đâu. Điểm số 15-11, cố lên Tuấn ơi. Hải Đăng sinh năm 2000. Hải Đăng sinh năm 2000 cơ. Em cổ vũ cho Tiến Tuấn, hay lắm. Cố lên. Hải Đăng 2000, Tiến Tuấn 2002. Mười hai, 15 rồi. Mọi người chia sẻ với em, giúp em lên chợ cầu lông nhá. Hải Đăng có quả bật lên chém chém chéo khiếp. Tiến Tuấn đánh hay quá. Hải đấy, Hải Đăng nó cứ chém chém. Ui, hay lắm. Hay quá. Em đánh thua rồi. Điểm số 13-15. Nói chung Hải Đăng khỏe hơn, Hải Đăng khỏe lắm. Nếu mà cứ đeo cầu Hải Đăng thì xác định là chịu chết đi. Mười ba mười lăm rồi, 2 điểm thôi. Đây đang đánh vòng tròn để đây như tứ kết đang ném vòng tròn để... Hay thế. Quả xoa cầu Tiến Tuấn hay lắm. Cầu ngoài sân. Ui tiếc thế. Đúng rồi. Hải Đăng là tay vợt trẻ tài năng nhất ạ. Hải Đăng với Tiến Tuấn.
Giải này được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai ạ. Cố lên Tiến Tuấn. Hay lắm. Khiếp. Khỏe chứ, Tiến Tuấn đánh hay chứ. Tiến Tuấn lần này đánh hay hơn bao nhiêu. Nhưng mà Hải Đăng hôm qua đánh với anh Cường xong chắc mệt chứ. Đánh với... hôm qua thắng anh Cường ạ, thắng 3 set. Điểm số 14-16. Chào Lục Vũ nha, anh em chia sẻ video giúp em lên 500 người xem nào. Trận đấu hay này vì 1000 người xem đúng. Mười bảy mười bốn rồi. Ý. Tiến Tuấn cần phải chắc chiêu lại, không là Hải Đăng lên nhanh lắm. Không đánh chắc chiêu là vèo phát 20-21-14 luôn. 18-14. Hải Đăng bình tĩnh lắm, chân Hải Đăng nhanh lắm mọi người ạ. Ui. Ui. Hải Đăng di chuyển nhanh thật. Ua. Hay chưa. Ui. Nếu mà cứ đeo như này mà Tiến Tuấn không quét được thì Tuấn tự chết rồi biết ngay. Điểm số 19-14. Ua. Em chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nhá. Mọi người. Wow, hay quá. Ui. Nhưng mà vẫn không hay bằng Hải Đăng. Thấy chưa? Em bảo mà không tập trung phát là lên một phát 20-14 luôn mà. Nhanh lắm. Điểm số 20-14. Điểm số thứ hai. Đúng rồi, Hải Đăng mà thêm cú đập nữa thì chấm hết. Kết thúc rồi. 21-14. Nhanh. Thấy không? Mọi người thấy nhanh không? Nhưng Tiến Tuấn này đánh hay rồi. Thì hay hơn rồi. Lần trước chả lên được 10 đâu. Lần này. Chào Nguyễn Trường Giang nhá. Bello. Giang vào trong Đồng Nai ăn cái món cái gì buổi sáng này, bánh cay à, bánh canh hay bánh gì ngon vậy. Ôi mọi người ở đây đây, chị Ngân ơi, đây nữ đánh đấy ạ. Nữ này hay lắm mày. Thúy Bắc Giang. Thúy hình như sinh năm 2000 à? 2001. 2000. Hôm qua đánh với chị Linh cho rút. Ok mọi người xem nữ nhá. Hải Đăng với Tiến Tuấn thì xong rồi. Hải Đăng thắng 2 set. Set 1 21-16, set 2 21-14. Xin chào. Đơn nữ xong rồi sẽ đến đôi nam ạ. Đôi nam tí nữa với hai mọi người ạ. Thúy sinh năm 2000. Còn Thư thì không biết sinh năm bao nhiêu, nhưng mà chắc hơn 2000. Nhưng mà Thư đánh như kiểu Hải Đăng á. Nhìn động tác chẳng khác gì Hải Đăng. Nam còn đôi nam anh ạ. Tí nữa đánh trận các trận đôi nam. Đôi nam hay lắm mọi người ạ.
Đồ Nam tí nữa với nhiều trận hay. Mà đánh cầu Zonex này nó dã cảm giác. Thư 2K1 chắc thế. Còn Thúy là 2000. Thúy là Bắc Giang ạ, Thư là Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, em nhìn Thư, nhìn Thư nhìn từ cái động tác cách đánh chẳng khác gì Hải Đăng. Chắc tập cùng nhau nhìn được biết. Đúng rồi, áo đỏ là Thúy hôm qua đánh với chị Linh ấy ạ. Thúy hôm qua đánh với chị Linh 3 set ấy. Đánh hài lắm, Thúy đánh hài lắm, nhanh. Luôn thấp bé rồi, trông bé lắm, trông bé con còn à. Chân chạy nhanh kinh khủng. Thúy hôm qua thua sao nay vẫn đánh. À đánh một trò được. Quên mất. Đánh vòng tròn anh Vân ạ. Đánh phải đánh vòng tròn. Đánh vòng tròn xong chắc chọn ra nhất nhì sao. Đánh vòng tròn chọn nhất nhì vào đánh bán kết. Đúng rồi. Cho nên là. Ôi mọi người tí nó xem đánh đôi nam hay đôi nữ hay lắm. Toàn các trận đấu hay. Mọi người chia sẻ video giúp em lên chợ đi để cho bạn nào nữ vào đây xem. Nam vào đây vẫn thua mà. Nam đánh bình thường vào đây gặp nữ vẫn thua. À, không anh ơi, loại trực tiếp rồi ạ. Xong thì em không biết nhưng mà cái giải vô địch đánh kiểu vậy. Đánh vòng tròn xong thì chọn ra nhất nhì vào đánh bán kết đây. Nên mà Thúy mà thắng trận này thì là chị Linh hôm qua chuột rút mãi nửa đêm cũng kể. Có anh thấy anh Thúy tình ngoài không? Bán cho em đi. Đi chết. Đấy. Bao tiền anh? 5 triệu. Ui giời. Mỗi tờ này. Thế thôi. Tặng em vô địch luôn. Thôi anh ạ. Cái kia đéo mang tắt cho em đi. Nhưng đánh cái gì ấy? Đôi nam. Học không đấy. Em đánh rồi, em đánh thua rồi. Em đi chỉ mong gặp Hải Đăng. Đúng gặp Hải Đăng thật. Hôm qua được gặp Hải Đăng thần tượng sướng. 225 là bé hơn nhỉ? Như thế, đây là 225 mạch táo rồi. Biết phải không? Đây là xem bao nhiêu. Tân ngắn thôi, tân ngắn thì để nhà rồi, như 225 hay đây 25-28. Đúng chị, 25-28. Đây là tất dành cho đàn ông. Đánh rồi. Trận đấu giữa anh Thư và Phương Thúy hay cái gì ạ? Điểm số 1-0. Gì? Đấu trường khắc nghiệt. Em cảm ơn anh Lê Minh Vương ạ. Vâng ạ. Giải đấu này là nó khắc nghiệt lắm mọi người ạ. Không như giải Phong Trào đâu. Phong Trào mới đánh được 3-4 trận liên tiếp. Còn giải này mà đánh 2 trận thôi là đã không thể đánh được rồi. Đây là giải đấu chuyên nghiệp. Nó cường độ nó cao. Nó khắc nghiệt hơn nhiều. Tâm lý các thứ nữa. Cầu ngoài. Điểm số 3-0. Mở. Hải Đăng thắng rồi. Hải Đăng với Tiên Tuấn. Hải Đăng thắng rồi. Thắng 2 set.
Đâu mờ đâu mọi người. Bình thường mà. Mọi người xem có mờ không ạ? Ui Trần Thúy nhanh lắm. Ui Thúy đèo ra mà. Cầu trong sân. Điểm số 2-3. Chào Quang Huy nhá. Quang Huy là vừa Quang Huy đánh cầu hay lắm anh em ạ. Vừa mới nhất giải cái gì? Giải trẻ xuất, giải trẻ xuất sắc lứa tuổi à? Chị Linh đánh đơn thắng nhưng mà đánh đôi thua. Ui anh Thư đánh như hải đăng anh em ạ. Nhìn chẳng khác gì. Con gái sao đánh như đàn ông. Ủa mọi người thấy hay không ạ? Mọi người ơi, anh em chia sẻ với em giúp em đi. Ủa hay quá. Cầu trời. Mọi người xem mạng có bị mờ không? Mờ được bảo em câu em chỉnh lại nè. Điểm số 4-2 cho anh Thư. Chị Linh đánh. Anh Viên. Mình đánh cái chủ yếu đây. Điểm số 5-3 3-5. Đôi nam một tí nữa. Đôi nam tí nữa mọi đánh mọi người ạ. Đôi nam hay lắm. Đúng rồi. Anh ơi, hải đăng cam hết bao nhiêu ấy anh? Chết rồi, mất độ ăn sáng rồi. Em cán độ với thầy. Em bảo hải đăng cam hết 70. Mọi người tí nữa xem đôi nam nhá, xem độ đơn nữ hay như này mà. Ui. Dạ man, cầu ngoài. Cầu ngoài sân, điểm số 4-5. À, Thúy năm ngoái được bạc đại hội ạ. Thúy sinh năm 2000. 19 tuổi. 19 tuổi mà vô địch, 18 tuổi mà được bạc đại hội khủng khiếp không anh em? Ngoài ở trong. Cầu trong sân. Điểm 6-4. Hải Đăng đánh rồi ạ. Hải Đăng đánh vừa đánh với Tiến Tuấn thắng rồi ạ. Wow. Điểm số 7-4. Hôm qua Thúy vừa đánh với chị Linh. Mệt lắm chứ. Đánh với chị Linh số 1 Việt Nam đùa. Đơn nam Hải Đăng thắng ạ. Hải Đăng thắng 2 set rồi ạ. Chị Linh gặp ấy chứ không phải gặp Thư đâu. Mẹ này nhàn hơn. Dạ. Dạ. Đây quay nốt mấy quả không sao. Chú bảo mấy ấy mà mấy người vào cháu mà xem.
chú bảo ý. Vâng. Chú ơi. Chú ơi. Chú ăn nhìn ở trong bao vợt đi. Anh em ra xem chị Linh đánh. Chị Linh thì em thôi. Quay đâu rồi? Chơi chị Linh ạ. Mọi người xem chị Linh đánh nhá. Ui, đôi nam mà hay thế. Ui, cạnh đơn nữ có trận đôi nam ạ. Anh Tuấn Đức với Hồng Nam gặp cái gì? An Thanh Huy và Định Huy. Ở đây trận đơn nữ mọi người ạ. Chị Linh hôm qua vừa đánh trận đơn vừa bị chuột rút. Ơ em vừa thắng hay thua em? Thua anh ơi. Đấy. Em chào anh Lê Đức Phát. Anh Phát ở đâu mà xem à? Đấy. Đợi một tí nữa quay đôi nam. Đôi nam chân bên cạnh ấy. Đôi nam anh Tuấn Đức đánh. Tuấn Đức Hồng Nam với Định Huy Hải Phòng. Hay lắm, trận đấy hay. Rồi anh Hồng Nam nhìn vừa đẹp trai vừa đánh câu hay. Anh em chia sẻ với em giúp em đi ạ. Cầu trong sân. Điểm 7-4. Chị Linh hôm qua chuột rút. Hôm nay vẫn đánh được. Đây là xét đấu thứ nhất ạ. Điểm số 8-4. Em thì chả được cái nước gì hết. Ui. Chuẩn bị đánh đôi nam rồi. Xem đôi nam mới hay. Nói chung chị Linh thì trận lành nhàn rồi. Chị Linh thì trình độ đẳng cấp hơn hắn. Điểm số 14. Anh em đợi một tí nha, xem đôi nam nhá. Xem anh Tuấn Đức với anh Hồng Nam đánh. À mọi người ơi, nhiều comment của em không đọc kịp, không phải em không muốn trả lời đâu. Tốc 100m đây. Đi đánh rồi, bỏ đi đợi. Với khoảng 40 giây. Anh đánh nhà này. Anh gặp đôi online. Bụp bụp. Rồi bị tốc 100m này không? Vẫn chỉ là quần quận.
Anh con chê. Rồi. Tiến Minh có đánh ạ. Hai hôm em mũi sợ thật. Chị Linh thì trận này đánh thắng rồi. Ok anh em xem đôi nam nhá. Ui, đôi nam này mới hay này. Tuấn Đức Hồng Nam gặp An Thanh Huy và Thịnh. Ui. Sao tự mở đấy? Anh em nhìn rõ chứ không ạ? Mọi người nhìn rõ không để em... Ui. Hay thế. Anh em nhìn rõ không? Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Tuấn Đức Hồng Nam đang đánh ạ. Wow. Chào Trung Kiên nhá. Mọi người nhìn rõ chưa? Điểm số 8-3 cho đôi Hải Phòng. Dạ man. Điểm số 4-8. Có những ai đấy? Có tiền pin rồi, em nâng được 2 chậu rồi.
tên nhỉ? Gặp Linh rồi. Hai đầu, hai đầu. Hai đầu. Điểm số 68 78 ui, anh Nam, cổ tay anh Nam khỏe lắm. Khiếp. Hay thế nhỉ. Mạng Lam không nhìn thấy bình luận đâu. Tức thế. Mọi người nhìn rõ chưa? Điểm số đang là 9 đều. Hay. 19 thôi anh em. Cái gì? À 19. An Thanh Huy giao cầu. Ui. Đập mạnh lắm anh em ạ. Khiếp. Wow. Đánh cầu Zonic này anh em nhá. Cầu Zonic đắt 911 triệu hộp ạ. Điểm số 10 đều. Đúng rồi, Tuấn Đức Hồng Nam ạ. Tuấn Đức Hồng Nam gặp Định Huy Hải Phòng. Úi giời, anh Nam anh thủ hay thế. Cái gì điện thoại? Chết. Cháu ngồi bên cạnh về gì chú? Dạ? Cái gì ạ? Chạy
Chưa được. Rồi, điểm số 17, 11, ui, nhanh đi. Hay thế. Chém hay lắm. Điểm số 18, 11 ạ. Ăn tỷ số là 21-13. Đội Tuấn Đức Hồng Nam vừa thắng một set ạ. Mọi người nhìn rõ không? Sĩ Linh thắng rồi. Ok, tí em quay trận anh Tuấn Anh đánh cho. Mới sang đấu thứ hai. Tuấn Đức Hồng Nam gặp An Thanh Huy và Định Hải Phòng. Ui, hài lắm. Cháu đánh xong rồi ạ. Điểm số 1-0. Đôi Tuấn Đức Hồng Nam là... Ui. Hay thế. Vẫn còn. Đập mạnh mấy. Wow. Hay thế. Điểm số 2-0. Tuấn Đức Hồng Nam vừa mới vàng đại hội. Nói chung là
Anh Tuấn Đức đánh hay lắm. Wow. Hay thế. Điểm số 3-0. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên chợ đi ạ. Trận đấu hay như này vì nhiều người vào đây xem. Trận đua nam. Ui, anh Tuấn Đức đánh hay lắm. Điểm số 4-0 rồi. Set đấu thứ hai nhá. Set 1 Đức Nam thắng. Bật lưới nhanh lắm. Em chào anh Duy ạ. Anh Duy chia sẻ với em giúp em rồi. Điểm số 5-0 rồi. Điểm số 6-0. Ui sao trôi thế. Cầu ngoài sân đội điểm 1-6. Đúng rồi ạ. Anh Tuấn Đức đánh hay. Anh Tuấn Đức đánh cả đôi nam nữ, cả đôi nam đều là số 1 Việt Nam hết. Đôi nam nữ cũng số 1 và đôi nam cũng số 1. Anh Tuấn Đức đánh nhanh lắm. Vâng ạ, tí nữa em sẽ live vào trận anh Việt đánh ạ. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên trận cầu lông ạ. Có chị Lam ơi. Điểm phát cầu không có lưới, điểm số 27. Định với anh Huy đập mạnh lắm nhưng mà vẫn không chết được. Wow. Anh Tiến Minh đánh rồi ạ. Anh Tiến Minh vừa đánh với anh Đức Phát thắng 2-0 rồi ạ. Hải Đăng vừa đánh với Tiến Tuấn, Hải Đăng thắng 2-0 ạ. Bây giờ đến đôi nam, các trận đôi nam. Anh em xem nhá. Hay lắm. Ui đập đi. Anh Tuấn Đức đánh hay lắm. Anh Tuấn Đức bật lên chém hay thật. Đúng rồi. Anh Tuấn Đức là số 1 đôi nam nữ Việt Nam và đôi nam Việt Nam luôn. Đánh hay lắm. Trình độ quốc tế rồi. Anh Cao Cường hôm qua thua Hải Đăng rồi ạ. Chào Hiếu nhé, mọi người giúp em chia sẻ với em lên chợ Cầu Lông nhé. Điểm số 11-3 sẽ đấu thứ hai. Không, ở trên có đôi nữ không? À, tối đánh từ 7 giờ ạ. Tứ Tú An vì anh đánh đơn. Vâng ạ, anh Hồng Nam mình không tập chuyên nghiệp nữa nhưng mà anh vẫn đánh hay. Quốc anh mới bảo trên. Chị Thùy Linh Nguyễn đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Hôm qua chị Linh bị chuột rút. Anh em tí nữa xem thầy Hải và anh Hoàng anh Tuấn Anh và anh Đình Tuấn Bắc Ninh toàn những trận đấu hay rồi. Thì anh em ở đây lại xem những trận đấu nhá. Con Ngọc đánh đơn với lại con Ngọc với con Kiên đánh đôi. Thầy Hải chuẩn bị đánh chú Dũng ơi. Vâng. Rồi còn dưới nữa. Wow. Nhắn tin cho anh chưa? Chung là anh Tuấn Đức thì trình độ nó hơn hẳn ạ. Dưới nữa thì thằng Tuấn Đức trình độ hơn hẳn các vận động viên ở đây. Đánh đơn, Hiếu với Cường đánh đơn. À Hiếu với Cường đánh đôi. Cà rốt với Cường. Cà rốt với Cường đánh đôi. Thầy Hải sắp đánh ạ. Tí thầy Hải đánh cháu quay cho ạ. Thầy Hải với anh Hoàng Anh sắp đánh. Ngọc Anh. Cường với Ngọc Anh đánh đơn nữ. Rồi Ngọc Anh. Vâng ạ. Anh Hồng Nam thủ tay khỏe lắm. Ui giời.
Vâng, anh tên tuổi anh Tuấn Đức thì đánh nhiệt hơn, nhiệt và đánh cống hiến hơn. Quả. Wow. Thôi cho đánh đợn được. Điểm số 15-5 rồi, hơi chênh lệch. Cháu không lấy tiền chú ạ. Cháu quay, nếu mà nét thì cháu quay rồi ghi nó mờ thôi. Đập mạnh mấy không chết anh em ạ. Khiếp thật. Cầu trong ngoài á? Vũ ngày 10 là cầu xuống cầu cưới xong rồi kính kín nữa. Bạn hôm kia liver tên là Phú ạ. Nó là em cùng đội với cháu. Đây là Tuấn Đức Hồng Nam gặp An Thanh Huy và Quang Định này, Hải Phòng ạ. Anh Tuấn Đức kìa ạ. Anh Tuấn Đức thì trình độ hơn hẳn mọi người ạ. Wow. Thầy đi phải thả bên đây, còn mấy đứa nó về còn... Thì hỏi xem mấy đứa nhưng có chỗ nào không, còn không có thì đặt. Mạnh thế. Chào Hồng Nguyên nhá, Hồng Nguyên chia sẻ video giúp anh đi Hồng Nguyên. Sáng mùng 9 rồi có mặt. Điểm số đang là 17-8 rồi. 10. Sáng 10 có mặt sáng sớm tầm mờ ấy, nó có mặt thầy thì về đó. Anh Tuấn Đức anh đánh hay quá. Ui trời, phải chuyển vừa điện cho về đó là lúc rồi không mở lại được. Điểm số 9-17. Ui, thủ kìa. Hay thế. Thế là kinh luật. Bao nhiêu người hỏi thì Hải đánh chưa? Ôi, đặt cướp luôn. Nào anh hỏi. Mấy người ạ? Trên tông chứ nè. Cái này không ngờ vậy, lôi kéo gây đủ ý của nó trên tông kinh quá. Điểm số 19-10 rồi ạ. Đúng rồi, thầy Hải đang khởi động đằng sau ạ. Ý, kết thúc rồi. Cố lên anh ơi. Trung tâm chính trị. Tập này đấy, sẽ là sân chủ nhà đấy. Cố lên thầy ơi. Ok anh em, chuẩn bị xem một trận siêu kinh điển. Ui. Ok, trận thi đấu tiếp theo là trận giữa anh Bảo Minh, Bảo Đức, Thành phố Hồ Chí Minh gặp thầy Hải và anh Hoàng Anh của Lâm Đồng. Trận đấu này cực kỳ hay luôn.
Ok, mọi người chia sẻ với em giúp em lên chợ Cầu Đông nhá. Để xem trận đấu này rất là hay. Trận đấu này rất là hay. Anh Hoàng Anh và thầy Công Hải đang đầu quân cho Lâm Đồng ạ. Gặp anh Bảo Minh Bảo Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Bảo Linh Bảo Đức ngày xưa đánh hay lắm. Ngày xưa em chào anh Sơn Điều Hòa, chào mọi người nhé. Mọi người chia sẻ với nhau giúp em liệu ạ. Mọi người nhìn rõ chưa ạ? Ok, anh Tuấn Anh chưa đánh nhá Hải nhá. Tí nữa anh Tuấn Anh đánh thì anh quay cho. Còn trận này là trận đấu rất là hay, mọi người chia sẻ với em giúp em nữa. Trận đấu giữa anh Hoàng Anh, thầy Công Hải và gặp Bảo Minh Bảo Đức. Anh Nam chưa đánh ạ. Chị Hương ơi, anh Nam chưa đánh. Anh Nam tí nữa mới đánh cơ ạ. Mọi người xem có rõ không? Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 tranh giải số Next Sunrise Đồng Nai ạ. Người, diễn ra 4 ngày. À đâu nhầm. Diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9. Ý. Hay động nha. Xong trận này là anh Nam đánh ạ. Em chào anh Mạnh ạ. Thầy Hải đánh anh Mạnh ơi. Ok, mọi người chia sẻ với em giúp em nhá, chia sẻ đến chợ Cổ Long ạ. Trận đấu này rất là hay, nên là điểm số 0-0. Trận đấu này rất hay luôn. Ua. Đập rất là nổ. Ok, điểm số 1-0 cho Bảo Minh Bảo Đức. Gọi là thành phố Hồ Chí Minh nhá, thành phố Hồ Chí Minh ở Lâm Đồng. Cầu trong sân. Đôi điểm. 1-1. Anh em chia sẻ với nhau nhá. Điểm số 2-1. Đơn nam buổi tối đánh ạ. Hay thế. Một pha dơ cao đánh khẽ. Có thầy Hải đang là huấn luyện trên đội tuyển quốc gia. Điểm số 2-2. Đập cầu tốt. Điểm số 3-2. Đội điểm 3-2 cho Bảo Minh Bảo Đức. Anh Bảo Minh Bảo Đức cũng đánh ngày xưa là đô nam số 1 Việt Nam ạ. Bây giờ thì anh Tuấn Đức Hồng Nam. Wow.
Hay thế. Thủ cầu rất hay. Điểm số 3 đều. Em chào anh Luân ạ. Đúng rồi, đơn của chị Thúy với bé Thư đang set 2, Thúy đang dẫn. 3 set của trận đấy, 3 set. Thúy đánh hay lắm. Thúy hôm qua vừa đánh với chị Linh 3 set xong hôm nay vẫn khỏe thế. Ok mọi người, giúp em chia, những ai chưa giúp em chia sẻ video thì mọi người chia sẻ video. Điểm số 4 đều. Cầu ngoài rồi. Cầu ngoài sân. Điểm số 5-4. Đánh cầu zone ếch ạ. Cầu bay sướng lắm, cầu bay chuẩn lắm. Hay thế. Điểm số 6-4. Điểm số 5-6. Đây toàn những tay vợt hàng đầu của ông Việt Nam mọi người ạ. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi. Hay thế. Ui. Và vụt xịt. Còn đấy mà chúng gì có nát sân. Vâng ạ. Đây là thầy Hải và anh Hoàng Anh. Thầy Bùi. Phải Nguyễn Công Hải đây. Công Hải đây. Gặp Công Hải và hả? Hello Nguyễn Giang Thanh nhá. Nguyễn Giang Thanh dạo này khỏe không? Mất tích đâu rồi? Đánh cho Lâm Đồng ạ, đang đầu quân cho Lâm Đồng. Thầy Hải và anh Hoàng Anh đang đánh cho Lâm Đồng. Hay thế. Cầu ngoài sân. Điểm số 8-5 cho Bảo Minh Bảo Đức. Điểm số 9-5. Cổ tay của các vận động viên khỏe lắm. Đôi nam tay đánh tay quan trọng, tay khỏe thật. Ui. Vâng ạ, thầy Hải là Bắc Ninh ạ. Chung kết đơn nam về tầm 2 hôm nữa. Chuyên sâu bia rượu. Chết rồi. Điểm số đó là 11-5. Ui, trận Thúy bên kia vẫn đang đánh kìa. Đinh Hoàng Đình Mạnh chưa. Đinh Hoàng Đình Mạnh chưa đánh. Điểm số 11-5. Con 150-140. Ít. Nhưng ai đang nhiều thì em chuyển sang này phát. Mạng mở. Không nọ gần 7 lít. Anh bảo người ta mở quả sẻ. Mở theo quả sẻ chợ cầu lông mọi người. Cứ ngồi đằng này là mạng lag chứ không biết. Ngồi bên kia nét hơn. Ra ngoài này tự nhiên. Anh em bổ quả sẻ cho em gái hát ạ. Điểm số 6-13. Ui à.
mạnh thế. Điểm số 14-6. Nếu mạng nét thì anh em chia sẻ với em giúp em được không ạ? Tiên Tuấn thắng nhá. Tiên Tuấn vừa đánh với Hải Đăng thì thua 2 xe. Cầu tốt. Đông. Đông đúng không? Anh Cường bỏ à? Ok, điểm số 9-14. Anh Tú đánh không anh Tú? Hả? Đánh với ai đấy? À. Siêu kinh điển. Điểm số 12-15. À, lên nhanh ghê. Hay thế. Tay rất khỏe các vận động viên đuôi nam ạ. Wow. Cầu không qua lưới, điểm số 13-15. Trận đấu bắt đầu hay rồi. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi ạ. Ui, 11-0 kìa. Linh qua chưa rút. Em chào anh Nguyễn Tấn Sport ạ. Điểm số đang là 14-16 rồi. Hay thế nhỉ. Ui. Quý nó khỏe nhỉ. Đơn nữ à? Đơn nữ Thúy đang đánh set 3 nhá Tuấn Anh nhá. Set 3 Thúy đang dẫn 2-1. Thúy khỏe lắm em ạ. Không biết Thúy lấy sức khỏe ở đâu mà khỏe thế. Chị Linh hôm qua về còn chuột rút rồi. Không biết Thúy thế nào nhưng mà hôm nay vẫn đánh khỏe là ra màn. Hay thế nhỉ, điểm số 16-17. Điểm số 16-17. Hai trận đều hay. Thầy Hảo máu đỏ. Đôi gần màn hình mà máu đỏ là đôi anh Hoàng Anh và thầy Công Hải. Đánh cho đôi Lâm Đồng. Đôi bên kia là Bảo Minh, Bảo Đức. Anh em chia sẻ đi, 16-17 thôi. Hay thế, trận đấu bắt đầu hay rồi. Ui, ui. 17 đeo. Cố lên thầy Hải ơi. Hai trận đều hay, trận đơn nữ bên cạnh cũng hay, đôi nam hay. Cầu ngoài sân. Điểm số 18-17. Vâng, đôi Bảo Minh, Bảo Đức đang bị có một chút vấn đề về tâm lý sao ạ?
Đập cầu tốt, điểm số 18 đều. À, chị Linh đã giành chiến thắng rồi ạ. Chị Linh đánh đơn nữ có, chị Linh đang là đơn nữ số 1 Việt Nam. Chị Linh vừa đánh rồi, thắng rồi. Wow. Đập cỡ. Hay quá đi mọi người ơi. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người chia sẻ video để cho nhiều người được xem trận đấu hay này ạ. Mọi người có thể giúp em chia sẻ video này lên chợ cầu lông. Có rất nhiều người đang mong muốn xem trận đấu hay này. Ui ui. Điểm số 19 đeo. Quá kịch tính luôn. Dự đoán đi, ai sẽ giành chiến thắng xét này. Học đoán là bên cô Lâm Đồng. Ui. Vũ Thị Trang đánh rồi ạ. Vũ Thị Trang thắng nhá. Chị Trang thì đánh nhàn thôi mà. Hay thế. Em chào anh Trung Võ ạ. Em cái đấy thì em không rõ anh ơi. Anh Nam cái đấy em không rõ ạ. Cái đấy thì em không rõ nhưng mà điểm số đang là 20 đều. Gay cấn quá. Cầu không qua lưới. Vâng. Một cổ động viên bố Đình Hoàng của Vũ rất máu. Điểm số 20 này. Đôi đỏ là anh Hoàng Anh với thầy Bùi Công Hải. À thầy Nguyễn Công Hải. Ui. Chào mọi người nha. Những ai đang chào những ai đang mới vào xem livestream của Hồng nha. Có những ai chưa chia sẻ để giúp học chia sẻ video đến chợ Cô Lông ạ. Trận đấu rất là hay, điểm số 21 đều. Trận đấu giữa Công Hải, Hoàng Anh, Lâm Đồng gặp Bảo Minh Bảo Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, lại lội rồi. Điểm số 22-21. Hay thế. Uê. Học cổ vũ cho anh Hoàng Anh và thầy Hải ạ. Điểm số 22 đều. Mới sắc đầu và đã hay thế này rồi. Anh em chia sẻ video đi ạ. Chào 200 người đang xem nhá. Điểm số 22 đều. Ngày cấn quá anh em ơi. Bây giờ là ai tỉnh táo hơn người ấy thắng. Ồ, cầu trong sân. Bố Đinh Hoàng đúng không? Không phải. À. Bốn nuôi á? Bốn nuôi Đinh Hoàng. À. Sao giống nhau đi. Điểm số 23 đều. Hay quá mọi người ơi. Hai trận đều hay, trận đơn nữ bên kia cũng hay. Không khí nhà thi đấu đang bắt đầu nóng lên. Ui nào. Ui. Mọi người cổ vũ đi ạ. Mọi người cổ vũ. Cổ vũ cho các vận động viên đi ạ. Ai cổ vũ cho thầy Công Hải và anh Hoàng Anh thì mọi người cổ vũ, còn ai cổ vũ cho. Ui. Ui. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Cái à? Ê, hay quá anh em ơi! Anh em thấy hay không ạ? Mọi người thấy hay không ạ? Hay vãi! Mọi người hay quá mọi người ơi, 24 đều rồi. Mới sắc đấu đầu tiên. Ủa, đúng rồi. Thầy Hải ở Bắc Ninh ạ.
Ai cổ vũ cho Bắc Ninh thì con cổ vũ đi ạ. Ai cổ vũ cho Hoàng Anh cổ vũ đi nào. Điểm số 24 đều. Hay thế. Trận đấu này rất là hay luôn. Trận đấu này cực kỳ hay nên là rất mong muốn những ai đang xem hãy bỏ ra 1-2 giây cho em chia sẻ video lên chợ Cầu Lông để cho nhiều người có thể vào đây xem trận đấu hay này ạ. Mọi người nhá, mọi người hãy giúp em chị. Wow! Một pha hai nhịp nhưng mà không qua lưới. Kết thúc trận đấu thứ nhất, điểm số 26-24. Đôi cặp đôi Bảo Minh Bảo Đức giành chiến thắng. Còn trận đấu thứ hai chúng ta chờ đón. Anh Việt chưa đánh nhá. Bao giờ anh Việt đánh anh khác Liver. Vâng, sân bên cạnh là anh Tuấn Anh và anh Tuấn Ủ Bắc Ninh đang khởi động. Quá, bạn làm gì bạn? Làm gì à? Đơn nữ là Ủi Thúy đang dẫn 16 rồi. Thúy Bắc Giang đang dẫn 16. Thúy với anh Thư. Thúy đánh hay thật. Ok, chúng ta tiếp tục đến set đấu thứ hai. Ok mọi người nha, em quay đôi nam nữa, đôi nữ thì để sau ạ. Em chào anh Thọ nhá. Chưa, đây mới đánh tứ kết vòng tròn thôi, chưa đến còn lâu với chung kết. Đập cầu không qua lưới, điểm số 2-0. Đúng rồi ạ, Công Hải với Hoàng Anh đang đầu quân cho đang đầu quân cho Lâm Đồng anh Thọ ạ. Gặp Bảo Minh Bảo Đức. Set 1 Bảo Minh Bảo Đức thắng 26-24. Set 2 đang dẫn 3-0. Anh em cổ vũ nào. Ok, điểm số đang là 3-2-2-3. Trận đơn nữ bên kia hay ấy. Thúy khỏe ra mà. Thúy hôm qua vừa đánh với chị Linh 3 set xong. Hôm nay lại đánh 3 set. Thúy có chân tốt kinh khủng. Hay thế. Ui. Mọi người thấy hay không ạ? Thấy hay thì đừng tiếc mọi người chia sẻ nhá. Vẫn còn. Ui. Vẫn còn kìa. Ui dồi ôi. À. Vâng ạ, tí nữa em sẽ quay trở anh Tuấn Anh nhá. Chúng ta tập trung vào trận đấu này đã. Anh Tuấn Anh thì bắt đầu mới khởi động chuẩn bị đánh thôi. Ok mọi người ơi, tỷ số đang là 4-2. Một pha cầu quá hay. Nhưng mà thầy Hải lại một cơ hội rất ngon ăn nhưng mà thầy Hải lại đập vào lưới. Ui. Nói chung là toàn trận đấu nào cũng hay mọi người ạ. Ba sân đang diễn ra trận đấu nào cũng hay nhưng mà em ưu tiên trận này hơn. Anh em xem trận này đi. 4-2. Xem xong trận này chúng ta xem trận khác. Và bắt lưới rất nhanh. Điểm số 5-2. Vô cầu tốt. Điểm số
3 năm. Ê. Điểm số 3 năm. Cầu Ngoài Sơn điểm số 4 năm. Một pha tuột vợt. Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 trên giải Zone Sunrise ở Đồng Nai ạ. Diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng 8. Diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai. Đây là giải đấu quy tụ tất cả các vận động viên hàng đầu của cầu lông Việt Nam, bao gồm tất cả các nội dung đơn đôi, đôi nam nữ. Đây là ngày thi đấu thứ 3 rồi. Một pha đánh cầu lỗi của anh Bảo Đức, điểm số 6 năm cho Lâm Đồng, cho anh Hoàng Anh và thầy Công ạ. Ok, chào mọi người nha, chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Cầu Ngoài Sân, điểm số 7 năm. Trận đơn nữ vẫn đang đánh ạ. Điểm số đang nghiêng về hay thế nhỉ. Trận đơn nữ bên cạnh giữa Thúy và Thư vẫn đang đánh mọi người ạ. Khiếp. Bao nhiêu trận xong rồi trận ấy vẫn đánh. Trận đơn nữ Thúy đang dẫn 12-9 set 3. Thực sự luôn, Thúy đánh quá hay luôn. Thúy khỏe kinh khủng. Vừa tối hôm qua đánh với chị Linh, Thúy Linh Nguyễn số 1 đơn nữ Việt Nam. 3 set xong. Hôm nay lại đánh 3 set. Thúy trông rất là bé, chân trông con nhưng mà chân nhanh. Điểm số 6-9. Điểm số 7-9. Em chào anh Thế Anh ạ. À, chị Thúy ở Bắc Giang nhá. Thúy sinh năm 2000 ở Bắc Giang. Đánh hay lắm, vừa mới được năm ngoái được bạc đại hội đơn nữ. Quá triển vọng luôn. Đánh quá khỏe và quá chân quá nhanh luôn. Chân nhanh như. Chị Thúy hôm qua thua Linh nhưng mà thua 3 set. Hôm qua chị Linh chuột rút luôn mà. Xong chị Linh ra đánh đôi xong chuột rút. Nhưng mà Thúy khỏe thật. Công nhận Thúy khỏe. Hay thế, điểm số 9-10 cho Bảo Minh Bảo Đức. Anh Tuấn Anh đang dẫn 11-8 em ơi. Em đợi một tí quay nốt xét trận này anh quay sang chạy anh Tuấn Anh. Tuấn Anh đang dẫn 11-8 nhá. Hải nhá. Hay thế nhỉ. Đập mạnh cũng không thể chết được. Ui. Ok, anh em thích anh xem anh Tuấn Anh đánh đúng không? Được, phục vụ tất cả anh em nhá. Thực ra em chỉ muốn quay để cho mọi người ở nhà không đi xem được thì mọi người xem thôi. Nên là mọi người chia sẻ với em giúp em nhá. Nhanh lắm.
Ok mọi người đến với anh em Bắc Ninh rồi. Anh em Bắc Ninh chia sẻ với giúp học ấy. Anh em Bắc Ninh vào cổ vũ cho anh Tuấn Anh và Tuấn Ủ đi. Đây là trận thi đấu giữa anh Tuấn Anh, Tuấn Anh Bắc Ninh, Tuấn Anh Tuấn Ủ Bắc Ninh gặp cái gì? Gặp đội Đồng Nai không biết tên là gì, Thuận Quang à? Đồng Nai. Điểm số đang là 16-10. Điểm số 17-10 rồi. Điểm số 18-10. Nói chung là anh Tuấn Anh với anh Tuấn Đủ là học chơi rất là thân. Hai anh mấy anh em suốt ngày đánh cầu với nhau. Cầu ngoài sân điểm số 19-10. Anh Tuấn Anh thì một vợ hai con rồi. Anh Tuấn Đủ ơi chưa vợ. Điểm số 19-10. Hay thế nhỉ. Anh Tuấn Anh chuyên đơn nhưng mà đánh đôi hay lắm. Cầu ngoài sân điểm số 20-10. Anh Việt chưa đánh ạ. Anh Việt chưa đánh nhá. Chào Ngọc Lan nhá, Ngọc Lan đang đi làm à em? Ngọc Lan làm xong chưa? Ăn cơm chưa? Anh Việt chưa đánh. Ok. Đội Bắc Ninh đang thắng một set rồi mọi người ạ. Ui trận đấu bên cạnh hay này. Trận đấu bên cạnh giữa Lâm Đồng và thành phố thì set 2 Lâm Đồng đang dẫn 18-12. Set 3 rồi. Em đang ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Ôi, đội em đánh rồi. Bộ công an của em đang đánh. Anh Duy Nam và anh Quốc Việt đang khởi động. Anh Hải Trường ơi, anh muốn xem trận bên cạnh thì anh có thể vào cái trang... Trang cái gì ấy nhỉ? Trang của Thầy Dũng là cộng đồng cầu lông Việt Nam à? Thì anh có thể xem một trận đấu đấy, người ta quay chất lượng HD rất là rõ nét ạ. Ok, set đấu thứ hai điểm số 21. Cầu ngoài sân điểm số 2 đều. Thank you.
Điểm số 5-3 cho Đồng Nai. Thì anh Nam đang đánh ra sân. Đơn nữ ai vừa thắng ấy? Thúy à? Ô, Thúy vừa thắng đơn nữ đúng không? Thúy thắng ạ. Trận đơn nữ kia Thúy Bắc Giang vừa thắng. Thắng anh Thư của Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu không qua lưới, điểm số 6-7. Điểm số 5 đều. Trận đấu hay này mọi người ạ. Điểm số 6-5 cho Lâm Đồng. Mồ hôi đã ướt hết trên áo của anh Hoàng Anh và thầy Hải rồi. Dã man. Trận đấu này là trận đấu chắc là hay nhất buổi sáng ngày hôm nay. Thank you.
tập trung không bắt nữa. À, đây là set đấu thứ 3. Điểm số đang là 7 đều. Set đấu thứ 3 nha, 7 đều nha. Hay thế. Anh Nam cố lên. Mọi người thông cảm, chỉ được chất lượng, chỉ được như thế thôi ạ. Ngồi rất là xa nên là không thể quay được hết đâu. Ok, điểm số đang là 8 đều. Hay quá. Anh Việt cố lên. À, trận đấu của Tuấn Anh Bắc Ninh thì đang dẫn, set 2 đang dẫn 16-10 ạ. Anh Tuấn Anh với anh Tuấn Hủ đang dẫn 16-10 nhá anh em nhá. Ok, quay nốt xem này để sang quay trận của đội em đánh. Hai vợ rồi. Điểm số 9 đều cho anh Hoàng Anh phát cầu. Phát cầu không qua lưới, điểm số 19. Anh em Bắc Ninh anh Tuấn Anh anh em Bắc Ninh thì anh Tuấn Anh bên Tuấn Ủ đang dẫn 18-10 xét 2 rồi nhá. Tháng rồi nhá. Xét 2 là tháng rồi nên anh em yên tâm. Ok. Hay thế. Trận đấu này rất là kịch tính này. Ui. Ui. Chết rồi. Chết rồi. Anh Nam cố lên. Ok, điểm số là 11-10. Anh em chia sẻ với em giúp em. Điểm số 11-10 nhưng phải bảo Minh Bảo Đức. Set đầu thứ 3 nhá. Vâng. Phản tạt rất ui. Chạy 15-11. 15-11. 15-11. Sao anh đang đánh C3? C3 của anh bao nhiêu rồi? Không nhìn gì à? 11 đều, 11 đều. 11 đều chưa ạ? Đôi Bách Hải Bắc Giang ạ. Đang đánh xếp 1 ạ, vừa vào ạ. Vâng. Anh Việt, anh Nam cố lên. Điểm số 12-11. Trận nào cũng hay.
quay nốt trận này sang quay trận Bộ Công an. Điểm số 12 đều. Trận đấu này kịch tính quá, ăn nhau từng điểm một. À, anh Tuấn Anh và anh Tuấn Ú đã giành chiến thắng 2 set rồi nhá. Hay thế. Thầy Hải hôm nay đánh lưới hỏng mấy quả rồi. Vâng, thầy Hải hôm nay bắt lưới hỏng mấy quả rồi. Điểm số 13-12. Cầu tốt, điểm số 13 đều. Hay quá anh em ơi. Hay quá anh ơi, chúc mừng. Ê, cẩn thận đá đá vào cái này nó rụp đi. Điểm số 14-13. Trận đấu hay thật. Điểm số 14 đều. Và một cổ động viên của Lâm Đồng chú cổ vũ rất to, rất máu. Cái gì? Không. Bố nuôi Đình Hoàng. Điểm số 14 đều. Trận đấu này hơn kịch tính quá anh em ạ. À, Bộ Công an xuất sắc giành chiến thắng set 1 rồi. 21-14. Công an thắng 1 set rồi em ạ. 21-14 nhá. Anh Việt và anh Nam vừa thắng set 1 rồi, 21-14. Nói chung là đôi Bắc Giang thì đôi trẻ. Nó không khó nó... Một pha đẩy cầu góc cuối sân quá tinh tế của thầy Công Hải. Điểm số 16-14. Lâm Đồng cố lên. Xét 3 nhá. Phát cầu đấy. Vừa khen phát hỏng luôn. Điểm số 15-16 cho Bảo Minh Bảo Đức. Nhà thi đấu đang rất là sôi động anh em ạ. Các vận động viên, các khán giả của từng đội đang cổ vũ mỗi một góc, một kiểu cổ vũ. Mà là do chất lượng mạng của mọi người chứ bình mạng ở đây nét mà. Điểm số 17-15 rồi, hay 16 rồi biết. Hay thế. Úi dồi. Điểm số 17 đều. Hay quá anh em ơi. Mọi người chia sẻ video giúp em đi ạ. Chia sẻ video lên chợ giúp em đi ạ. Chào Khánh Huyền Nguyễn nhá. Chúc anh Khánh Huyền Nguyễn buổi sáng vui vẻ nhá.
Ui, trận đấu quá hay luôn anh em ạ. Anh em phải chia sẻ cho nhiều người vào đây xem à. Mày thế nhỉ. Đập rất mạnh nhưng thủ... Ui. Thầy Hải hỏng của đấy 5-6 quả rồi. Ok, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Anh em cùng xem hay quá mọi người ạ. Điểm số 18-17, set đấu thứ 3. Ui. Chào Hoàng nhá. Chào anh em. Anh em chưa chia sẻ thì giúp học chia sẻ với nhau lên chợ Cô Lông rồi. Việt Nam cố lên. Việt Nam luôn chất. Đây là đôi Bảo Minh Bảo Đức gặp đôi Công Hải và Hoàng Anh. Hay thế nhỉ. Còn không. Ui. Điểm số 19-17 cho Bảo Minh Bảo Đức. Cách biệt đang là 2 điểm. Chưa có gì hết. Cố lên nào. Ui, hay quá mọi người ạ. Xem mà thoát được cả team này. Ui. Ui. Vẫn còn. Cơ hội. À. Ui ôi, trận nào cũng hay anh em ạ. Xem hoái cả mắt. Ok, sau trận này học sẽ quay trận thi đấu của anh Việt Nam. Điểm số đó là 20-17. Điểm số cuối cùng ở set đấu thứ 3. Liệu Bảo Minh Bảo Đức sẽ giành chiến thắng hay là một pha lội ngược dòng? Nhà thi đấu rất bình thường em ơi. Anh em chia sẻ video giúp em lên chợ Cô Lông đi ạ. Những ai chưa chia sẻ thì hãy giúp em bỏ ra 1-2 giây chia sẻ video lên chợ Cô Lông đi. Có rất nhiều người đang mong muốn xem những trận đấu hay này. Liệu Lâm Đồng. Vâng. Cầu ngoài sân rồi. Ok. Kết đấu thi đấu Bảo Minh Bảo Đức giành chiến thắng. Ê cầm sạc lên. Sạc cổ vũ cho đội mình. Yes. Đợi em tí em quay cho. Ok mọi người cùng xem trận đấu giữa Bộ Công an và Bắc Giang.
Điểm số là 13-8 nghiêng về Bộ Công an. Bộ Công an đội của Hồng đang đánh ạ. Hay thế à. Ui ngoài. Ok. Một pha bắt lưới rất nhanh nhưng mà lại ra ngoài. Điểm số 9-13 cho Bắc Giang. Cặp đôi Bắc Giang thì còn trẻ hơn. Việt Nam cố lên. Họ cổ vũ cho đội học đây. Điểm số 11-13. Hay quá nhỉ. Điểm số 12-13. Anh Việt Nam cố lên. Em chỉ muốn là em quay để cho những ai không đi được thì mọi người có thể xem, với cả là mọi người đánh trình độ không thể bằng các vận động viên đấy được, xem chúng ta học tập. Nên là anh em hãy giúp em chia sẻ video lên chợ Cổ Lông nhá. Thì đây là giải đấu quy tụ tất cả các tay vợt hàng đầu Việt Nam. Đây là trận đấu giữa Bộ Công an và Bắc Giang. Hay thế nhỉ. Cố lên nào. Vâng. Hay thế. Đôi Tú Y đang đánh ạ. Hay quá. Ui. Đôi Tú Y đang đánh. Anh em xem trận này đi. Sắc đầu sắc 1 Bộ Công an đang thắng rồi. Điểm số 14-15. Nhưng mà vẫn đôi nào đánh cũng hay. Đã vào đây thì đôi nào đánh cũng hay. Chào mọi người nha. Mọi người chia sẻ với em giúp em ạ. Mọi người cổ vũ cho đội em ạ. Hay thế. Hay quá nhỉ. Thủ hay thế tụi này. Hải chứ nhầm. À tay trái là anh Lê Duy Nam ạ. Ơi anh Nam nhưng cũng ở Bắc Giang mà. Bắc Giang kìa. Dạ. Anh đang ở Bắc Giang. Nhưng anh đang đánh. Đúng rồi. Bắc Giang đánh Bắc Giang lò cầu lông à. Bắc Giang nữ đánh hay lắm ạ. Anh Việt đập mạnh lắm. Không phải đâu, em nói từ lúc nãy hơi mệt. Em nói từ lúc nãy hơi nhiều. Điểm số 16-17. Anh em cổ vũ cho đập cầu tốt. Điểm số 18-16. Em hơi khát nước. Anh Việt anh Nam mà đang tập tập ở trên đội tuyển cầu lông, đang tập ở trên đội tuyển Việt Nam ạ. Chào Vũ Tuấn Anh nhá. Điểm
điểm số 17-19. Hay thế. Ui. Ôi. Ok mọi người, ai cổ vũ cho Bách Khải thì mọi người cổ vũ nhá. Ai cổ vũ cho anh Việt Nam thì mọi người cổ vũ. Đúng rồi. Đánh Hải Đăng, đánh Hải Đăng thần tượng anh. Một pha chốt cầu kết thúc trận đấu. Chúc mừng cặp đôi Việt Nam đã giành chiến thắng 2 set. Ơi, tôi không muốn lại đi sân kia đâu. À đây. Trận bên kia cũng hay mọi người ạ. Lê Văn Tú với mà thôi, chúng ta xem trận Đình Hoàng đi. Đình Hoàng và Đình Mạnh. Đúng rồi, người ta gọi là ném tạ xuống sân mà đập những pha như thế. Đúng rồi ạ, mà chú Dũng xem Đình Hoàng đánh nhá. Đình Hoàng, Đình Mạnh. Cặp đôi trẻ triển vọng. Đình Hoàng, Đình Mạnh gặp Gia Huy cái gì đó của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây rồi, vận động viên sôi động nhất mùa giải đây rồi. Đình Hoàng và Đình Mạnh còn rất trẻ luôn anh em ạ. Đình Hoàng và Đình Mạnh mới có sinh năm 2003 rồi. 2003 hay 2002 ấy nhỉ. Chú nhỉ. Mạnh sinh 2003 đúng không? Ui giời. Anh em ạ, Đình Hoàng sinh 2003 nhưng mà Đình Hoàng, Đình Hoàng gọi là có một thân hình của một người sinh năm 2003 nhưng có thân hình của những thanh niên á. Khỏe lắm Đình Hoàng. Đúng rồi, Đình Hoàng khỏe lắm, Đình Hoàng to cao lắm. To cao đen hôi. Không, nhầm. To cao không đen mà cũng không hôi. Nói thế. Nhưng mà nhìn Đình Hoàng đồ lắm anh em ạ. 203 mà. Nhìn 203 mà lớn kinh khủng khiếp. Khỏe lắm. Đình Hoàng và Đình Mạnh là một cặp đôi tài năng trẻ. Đánh rất hay luôn anh em. Kết hợp rất là ý luôn. Một người chuyên công và một người chuyên bắt lưới. Dạ. Là xin được anh à? Vâng. Lại làm gì? Ôi ngay thế.
giản thôi. Dạ, có số điện thoại của An đâu gọi nó luôn á. Alo hả? Dạ. Alo ạ. Vâng, cho đây. Cháu chưa, tôi đang ngoài sân cầu. Thằng Nhân á chị, thằng Nhân gọi. Vâng. Dạ. Vâng, đang xem ạ. Vâng, ông bà ăn cơm rồi. Thua, ra thua rồi. Thua mà, thua rồi. Vâng. Vâng, vâng. Đi cọ sát gì. Mà ông ăn cơm vậy? Nhà có nóng không? Nhà có nóng không? Vâng. Ông uống cà phê mà không về ông mua cho. Cà phê á. Uống cà phê á. Mua cà phê á. Này không cả sân thì thế nào nữa? Cà phê mày cho mua cho. Cà phê. Vâng. Cà phê. Vâng, cháu đang ở ngoài sân cầu. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, thế nào nghỉ cháu về không ạ? Chắc mai ngày kia mới về cơ. Vâng. Hôm nào về cho bảo. Chưa, đã thấy bác già đâu. Vâng. Thôi cho xem cầu lông đây, ông ăn cơm với ông bà ăn cơm ấy nhá. Vâng. Ai tên nhỉ? Ui! Ok, xin lỗi mọi người nhá. Em vừa mới gọi điện thoại nên là không đọc tỷ số được. Điểm số nó là 7 đều. 7 đều. Quang Huy chia sẻ video giúp anh ơi. Đây là một trận đấu cực kỳ hay luôn. Hoàng Mạnh gặp Huy Phước. Phải không? Của thành phố Hồ Chí Minh. Điểm số đang là 8-7 nhưng về Lâm Đồng. Hay quá anh ơi, bạn ơi. Điểm số 89. Điểm số 18 cho Lâm Đồng.
Đình Hoàng đập rất mạnh mà mạnh con này bắt lưới rất nhanh. Cặp đôi này rất là hợp nhau. Bế mạc rồi. Chị Lam anh Việt thắng 2 set rồi ạ. Điểm số 11-8. Đôi Đình Hoàng Đình Mạnh mới sinh năm 2K3 thôi, đánh rất hay anh em ạ. Hạt giống số 2 của giải đấy. Điểm số 12-9. Phát cầu lệch ô. Em chào anh Trần Bảo An ạ. Điểm số 11-12. Cầu không qua lưới, điểm số 12 đều. Anh em cổ vũ cho Đình Hoàng Đình Mạnh đi ạ. Đình Hoàng Đình Mạnh còn rất trẻ luôn. 2K3. Đình Hoàng 3 pha cầu đấy không. Đôi này đánh rất ăn ý nhau. Dạ. Em không. Tôi thua à? Ờ. Chào quân Lưu. Quân Lưu nhá, quân Lưu vào xem các cao thủ đánh em ơi. Chia sẻ video giúp anh lên chợ của luôn ơi. Điểm số 13 đều. Ui. Có vẻ là hơi ke tay. Chào mọi người nhá. Điểm số 15-13. Chúc mừng đội trưởng. Cho chị uống đường. Giải này có chứ. Đây là mấy trận cuối rồi. Đánh xong mấy trận này nghỉ trưa. Buổi tối đánh tiếp. Nó không phải giải phong trào mà đánh liên tiếp đâu. Đây giải chuyên nghiệp nên là thi đấu chỉ ánh sáng với tối thôi. Buổi chiều các vận động viên nghỉ và... Đôi Lâm Đồng, đôi Đình Hoàng đang gặp vấn đề tâm lý, hơi ke tay. Cố lên! Cần phải sung cơ đôi này. Hoàng phải sung lên, Hoàng với Mạnh. Hoàng Mạnh mới sung lên, đánh với Quỷ Diệt. Anh em cổ vũ cho... Anh ơi, nói thế thôi anh ơi, đây là các vận động viên chuyên nghiệp đánh hay lắm anh ơi. Hay quá nha. Có nghĩa là khi tâm lý chưa ổn định thì đánh nó chưa được cái, chưa vào tay á. Mười bảy đều. Cầu ngoài sân, điểm số 18-17 cho Đinh Hoàng.
Dạ. Ui, Đình Hoàng đập mạnh lắm anh em ạ. Hay thế nhỉ. Tôi. Một pha lên lưới, vồ vào lưới. Điểm số 19-17. Ok, điểm số 20-17. Ông Đình Hoàng này, ông nghe đánh kinh quá. Cầu ngoài sân, kết thúc thứ nhất, Đình Hoàng và Đình Mạnh giành chiến thắng. Ui ơi. Hay thế nhỉ, đôi trận kia. Em chào anh Nguyễn Cảnh Xuân Quý ạ. Ok mọi người cùng quay trở lại nhá. Trận đấu thứ hai giữa cặp đôi Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh 0-0. Đình Hoàng giao cầu. Đánh thoải mái ra nào cho nó khán giả xem à. Hay thế. Hay thế. Đúng rồi anh ạ. Đôi Hoàng Mạnh này là nó đánh hay lắm anh ạ. Còn trẻ thôi. Mới sinh năm 2003 thôi nhưng mà xếp thứ hạng ở Việt Nam rất là cao. Đánh rất ăn ý nhau. Đánh như kiểu đôi Kevin á, một người đập chuyên đập, một người bắt chuyên bắt lưới. Tiến Minh buổi tối đánh anh ơi. Anh em nếu mọi người thấy trận đấu hay, mọi người có thể giúp em chia sẻ với em lên chợ để cho nhiều người vào đây xem nhá. Nói chung là đôi Đình Hoàng Đình Mạnh mà thoải mái tâm lý thì đánh nó win max level. Đình Hoàng đập rất mạnh. Tay tổ ra mà. Điểm số 3-0. Ui. Điểm số 1-3. Đúng rồi ạ. Đình Hoàng Đình Mạnh cặp đôi này rất ăn ý nhau và rất triển vọng luôn. Một người chuyên đập, một người chuyên bắt lưới. Mạnh con thì trông Mạnh con thì yếu hơn. Mạnh con thì bắt lưới rồi, chuyên bắt lưới bên trên nhưng mà bắt lưới nhanh lắm. Điểm số 4-1. Cặp đôi này rất ăn ý nhau luôn này. Hai vợt. Điểm số 5-1. Thoải mái tâm lý rồi. Hoàng Mạnh là đôi của tỉnh Lâm Đồng ạ.
Ok mọi người, giúp em chia sẻ với nhau rồi nhá. Buổi tối hôm nay với nhiều trận hay à mọi người ạ. Hay thế. Mạnh bắt lưới nhanh lắm. Bùm. Anh ơi, đôi túi bao nhiêu hình như... Dạ? 18 bao nhiêu? Sắc 3 đấy, các bạn hẹo. Điên à, nó đánh, anh vừa mới sắc 3 nó bắt đầu mới đánh. Sắc 3 rồi anh ạ. Thế nên em bảo cũng cái hẹo rồi. Bao nhiêu? Bên kia đang dẫn mà. Sung lắm, trận kia sung à. Ok mọi người, nếu mà mọi người thấy Đình Hoàng đập như sấm thì đúng rồi ạ. Sấm đánh ngang tai. Nghe Đình Hoàng đập phát biết luôn. Anh em ạ. Đình Hoàng mà nó tầm nó lên nó lớn. Nó lớn đến tầm 2-3 tuổi nữa nó đập nó lát ra thi đấu. Cầu ngoài. Dạ. Nát là thi đấu rồi. Được phát nát luôn. Đình Hoàng khỏe lắm anh em ạ. Ui. Hay thế. Mọi người thấy không? Mọi người thấy một pha bắt lưới của Mạnh con không? Được cái đôi này á. Một người chuyên bắt lưới, một người chuyên đánh dưới. Nên là nó như kiểu đôi Kevin á. Ui. Điểm số 14 rồi. Mạnh con thì yếu hơn nhưng mà bắt lưới thì nhanh. Đình Hoàng. À đâu, 11. À anh ơi, trận Tú Huy thì đang xét đấu thứ 3. Đội Đà Nẵng đang dẫn với tỷ số 11-9. Tú Huy đang bị dẫn nhá. Đội Đà Nẵng đánh sung quá anh em ạ. Đội Đà Nẵng đang đánh rất sung và đang dẫn đôi Tú Huy 11-9. Điểm số 6-10. Hồng nghĩ là đôi Đình Hoàng thắng thôi. Đúng rồi, Đức Phát đập mạnh. Kết quả của trận Huy Tú thì đang đánh ở set đấu thứ 3. Đôi Đà Nẵng đang dẫn 11-9. Ok, mỗi người cho em một cái chia sẻ, một quả sẻ lên trận cô lông ạ. Những ai đang xem thì hãy cho em một cái chia sẻ nhá. Em quay để cho mọi người xem thôi ạ. Cho nhiều người không đi được ra đây thì xem những trận đấu hay và để chúng ta học tập. Vì đây là toàn những vận động viên hàng đầu của Việt Nam. Nói gì thì nói nhưng mà họ đánh rất là hay và họ hơn mình thì mình học tập. Nên là anh em rất mong anh em hay chia sẻ với nhau để cho nhiều người được xem ạ. Đội Tú Huy bên kia hay quá mọi người ạ. Ui. Đội Đà Nẵng mày đánh sung thế. Hay thế. Anh cảm ơn Hoàng nhá. Đúng rồi. Chúng ta vào đây để chúng ta giao lưu học hỏi. Anh em ạ, chúng ta vào đây chúng ta học hỏi. Hay thì chúng ta học hỏi mà không hay thì chúng ta thôi. Nên là rất mong muốn anh em chia sẻ cho nhiều người được vào đây học hỏi. Điểm số là 71. Nên là mọi người hãy chia sẻ với em giúp em ạ. Đúng rồi, cu Đình Hoàng đập mạnh lắm anh em ạ. Mọi người thông cảm với em không thể đi sang bên kia được nữa. Vì đang quay trận này. Em chỉ cập nhật kết quả trận đấu của đôi kia được thôi. Đập cầu không qua lưới. Đôi Đà Nẵng đang điểm số là 11-13. Đình, nếu mà nghe lực đập của Đình Hoàng thì nó gấp đôi Đình Mạnh. 14-18.
Linh, Linh cho anh xin ít sạc. Sao đánh có lông toàn cận vậy? Điểm số 10-13. À, Tú Huy chưa nhá. Tú Huy đang không biết điểm số bao nhiêu rồi, nhưng mà như là 12-13 hay sao á, hay là 13 đều á. Trận đấu bên kia rất là căng thẳng. Điểm số 11-14 để Tú Huy. Anh không đi sàn sàn lắm, mệt luôn. Đang quay trận này thôi, mọi người xem trận này đi. Trận mấy trận bên kia cũng sắp xong rồi. Trận bên kia mấy còn mấy điểm cuối đó thôi. Em cập nhật kết quả trận bên kia cho anh em. Cầu ngoài, cầu trong sân. Điểm số 13-15. Cắt đi em ơi. Xem một Đình Hoàng, Đình Mạnh thắng nhá. Đây là giải cầu lông vô địch, giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 ạ, diễn ra tại Đồng Nai. Wow, đập cầu ngoài sân. Điểm số 18-14. Đôi Đà Nẵng còn có 1-2 điểm nữa là hết rồi anh ạ. Nên là tụi em đi xa mà đấy thì cũng hết mất. Bao nhiêu rồi? 6-5. 16-15 hả? Ui. Anh Nam đánh rồi à? Anh Nam đánh thắng rồi nhá. Anh Nam đánh thắng 2-0 rồi. Dạ man. Hay thế nhỉ. Hay chưa. Ok, điểm số 20-16. 20-16 cho 10 chị đâu. Điểm số 19-17. 17. Đập cầu tốt. Điểm số 20-17. Anh lấy triệu mốt thôi. Anh lấy triệu mốt thôi. Anh đang thích mà. Ôi giời ơi.
đập mạnh lắm anh em ạ. Hay quá anh em ơi. Đây. Ngồi đây mà vẫn quay được bên kia mà. Yên tâm đi. Cho ly đá nó uống. Đội này lười thế nhỉ. Đội Tú Huy giành chiến thắng 20-18. Hay thật. Đội Tú Huy thắng rồi mà anh em ạ. Tú Huy thắng à? Vâng ạ. Đây là bình luận viên. Bình luận viên cư trú tại Indonesia. Đánh xong rồi anh em ạ. Ôi. Bây giờ em đi về đây. Mà buổi tối lại quay cho anh em xem tiếp nhá. Đội Tú Huy thắng anh em ạ. Đội Tú Huy thắng rồi. Đấy. Bye bye tất cả anh em nha. Buổi tối em lại quay cho anh em xem. Buổi tối hôm nay nhiều trận hay lắm ạ. Buổi tối hôm nay nhiều trận hay lắm. Anh đánh rổ thì thua rồi. Thôi em đi về đây. Buổi tối lại ra quay cho mọi người nhá. Chúc em buổi trưa vui vẻ nhá. Mọi người nhớ đón xem và chia sẻ cho em nhá.